Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Nay là thứ ba, sáng thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022. Như thường lệ là 8 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Cùng với giờ Việt Nam đồng múi giờ, nhưng mà là Việt Nam là buổi tối 8 giờ tối hay là 20 giờ tối. Vấn đề chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Và bữa học này là kỳ thứ 58. Và chúng ta học cái đoạn cuối của cái phẩm thứ 9, gọi là xưng danh hiệu Phật. Phẩm thứ 9, đoạn cuối của phẩm thứ 9 gọi là xưng danh hiệu Phật. Kính thưa quý vị, thì bây giờ cho phép tôi một giây nha. Đại chúng có biết rằng là nay là chỉ còn có chưa đầy 2 tuần lễ nữa là tới cái ngày Tết cổ truyền ấy. Nói về con người thì ai cũng còn cái văn hóa, cái đời sống của quê hương của họ. Thậm chí tôi cũng như vậy. Thì coi như nó cũng có một cái chút gì đó nhớ nhung những cái kỷ niệm mà cái thời tuổi trẻ ai cũng trông đợi, một năm nó được cái đón mừng 3 ngày Tết. Cho nên năm nay có lẽ là cái năm mà tôi vui nhất, như tôi đã nói với các vị nhiều lần, vui nhất là được sự ủng hộ của quý Phật tử thân thương mà làm được một vài công việc đem lại cái sự lợi ích cho người. Vừa để đem cái tấm lòng mình đối với Tam Bảo, thì có cúng dường Tam Bảo, trong đó có cúng dường các vị tăng sinh tu học trường Phật học, rồi tạo phước lành thì có phóng sinh, có thăm viếng dưỡng lão, thăm viếng những Phật tử lớn tuổi cơ nhỡ vào ở trong chùa để niệm Phật, nương nhờ mấy chùa. Rồi tới đây thì còn còn biếu quà cho một vài nơi khó khăn nữa. Mà trong đó thì tôi lại nhớ một việc, đó là nấu một bữa ăn biếu quà cho những người trong trại tâm thần. Thì ngày hôm qua tôi có nhờ quý vị trong cái nhóm từ thiện liên lạc cái nơi tâm thần ở Trà Vinh, thì hiện giờ là trên dưới là 150 người đang ở trong cái trại tâm thần. Đồng thời có 30 mấy trẻ mồ côi cũng chung ở trong đó, mà chung có nghĩa là trong một khu nhưng mà nó có riêng biệt.
Như vậy thì tới đây thì một hai hôm nữa thì những ổ bánh mì, những miếng chả lụa, những món thức ăn sẽ tới để mà gọi là mình ủng hộ, mình biếu, mình tặng cho những cái hoàn cảnh về tâm thần. Thì ở đây thì nó không có tốn về cái mặt tài chính nhiều, vì lý do là người ta bệnh tâm thần thì người ta đâu có đi ra được bên ngoài đâu mà tao biết xài tiền. Ở trong cái chỗ tập trung để có các vị gọi là quản lý an ủi, động viên, lo lắng, cho nên thì nghe cái số lượng đông như vậy thì tôi bảo là mua một số gạo. Lâu lâu thì nếu tôi có ai ủng hộ tôi để dành, tôi gửi về để mà đi vào nấu cho người ta một bữa ăn. Nhất là những người bị tâm thần thì người ta rất là thích ăn bánh mì chấm với sữa, thích ăn bánh mì chấm với lagu, thích ăn bánh mì chả, vân vân. Thì đây là cái nhu cầu thiết thực tôi có thể làm được. Vậy mà tôi rất là vui để tôi nói đến niềm vui này, chia sẻ với đại chúng. Coi như năm nay là tròn tròn 10 năm và chuẩn bị tới năm thứ 11. Có nghĩa là tới ngày Tết đây là 11 cái Tết. Tôi ở nơi đất khách quê người, chưa một lần về ăn Tết lại quê hương. Và 11 cái Tết thì dường như hết vắng hết 3 cái Tết là tôi không có làm điều phước thiện được. Đó là cái năm mới qua. Rồi cái năm mà nó đánh phá quá nhiều là năm 2014. Và tới cái năm mà nó đánh phá tôi một lần nữa năm 2018, 19 gì đó. Thì như vậy, và tôi nghĩ rằng từ đây mãi mãi về sau chắc tôi không còn cái cơ hội mà để mình ngưng nữa đâu. Cứ mỗi năm vào cái dịp cuối năm vậy đó thì ít nhiều tôi cũng làm. Sở dĩ năm nay làm những điều phước thiện như vậy là sở dĩ là có một phần đóng góp của chính cái công sức của tôi, sức lực của tôi, mồ hôi của tôi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cứ mỗi năm kể từ khi tôi có một cái căn chòi riêng như thế này, có một mảnh đất nho nhỏ như thế này, thì tôi cố gắng tôi làm lụng trồng trọt thì ít nhiều cũng vài được vài mươi phần quà. Đến những mảnh đời bất hạnh thì tôi cũng xin thông báo với đại chúng, mà nếu có ai mà là muốn muốn tạo cái nhịp cầu phước đức thì tôi sẵn sàng, dù ít dù nhiều tôi sẵn sàng. Thậm chí quý vị ủng hộ mà nếu không đủ thì tôi bản thân tôi có thì tôi cùng với các vị cùng làm. Bởi vì mình ráng cố gắng mình tạo cái phước lành để rồi mình sanh ra đời này đời khác, mình có chút phước lành đó để rồi mình cố gắng mình an lành an lạc để mình tu tập nó dễ dàng hơn. Còn nếu mình sanh ra mà gặp cái hoàn cảnh bấp bênh, nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn thì cái sự tu tập của mình nó kém may mắn, nó làm cho mình phải nhiều cái lo toan trong cuộc sống nhiều hơn. Mà tôi nhớ nhắc nhở với đại chúng, già quá đó, dư giả quá đó thì mình cũng khó mà tu tập, nhưng mà thiếu kém quá đó thì mình cũng khó mà tu hành. Vì vậy mà làm sao thầy trò huynh đệ mình cố gắng cho nó quân bình, đừng quá giàu sang mà cũng đừng quá nghèo khó.
Còn chúng ta là con người như thế này mà nếu chúng ta giữ gìn được tam quy ngũ giới, tam can ngũ thường, tam tùng tứ đức, hay nói chung là giữ được cái nhân cách của con người thì chắc chắn ta không mắc kiếp người. Đó là chân lý muôn đời của vũ trụ vạn hữu chứ không riêng gì Đức Phật nói. Còn sở dĩ á, mà Đức Phật có dạy chúng ta là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn á, là thân người khó được là tại sao? Đó là một sự mà an ủi lớn lao đối với nhân sinh này. Tại vì như tôi thường nói là Đức Phật ra đời là ra đời ở thế giới loài người. Vì vậy mà Phật mới biết rằng, nhắc nhở ta rằng mang được kiếp thân người không phải dễ, mà nó là giống như là gọi là quy manh phù mộc. Quy manh là quy là con rùa, manh là tối đuôi, tối bù, là con rùa mù. Phù mộc là trồi lên trên cái mặt biển gặp được cái khúc cây. Ý đó là được làm thân người khó như vậy đó, hy hữu như vậy mà ta đã được làm thân người thì Phật mới nói cái lời đó để Phật nhằm nhắn nhở, nhắn nhủ, khuyên khuyên cáo cho chúng ta cố gắng giữ cái kiếp người. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta vô tình, chúng ta làm những điều gì đó tội lỗi xấu xa, mang những tư tưởng dục vọng, tham vọng, điên cuồng, thì nếu một khi mất thân người thì muôn đời khó mà gặp lại. Đó là lời của Đức Phật nói rất rõ ràng. Chúng ta là những người đệ tử Phật, mà Đức Phật đã, chư tiền bối đã nói là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Mình phải hiểu cho chín chắn cái lời của Phật dạy. Đó là cái người gọi là học giả, hành giả của Đạo Phật. Còn mình nghe lời Phật dạy mà mình không có hiểu một cách trọn vẹn, mà mình ôn, mình nghe lại, mình nói mà nó không có chính xác, thì nó đồng cái tội với ác ma. Thành ra tôi mới nghĩ rằng cái đoạn kinh, mà cái phẩm kinh thứ 9 này của kinh Địa Tạng á, dạy rất rõ. Ví dụ như đoạn cuối cùng nè, Đức Phật nói, mỗi ngày ngài Địa Tạng nói lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Phật. Chữ Câu Lưu Tôn đây là cái danh từ của tiếng Phạn, nhưng mà dịch ra Hán văn thì gọi là Sở Ưng Đoạn, mà dịch ra Quốc ngữ là Đáng Đoạn Dứt. Nó hàm chứa một cái sự trang nghiêm, một sự đáng cung kính, đã đoạn dứt được những cái phiền não nhiễm ô. Cho nên nếu như người nào nghe đến danh hiệu Đức Phật này đó là Đức Phật Lưu Tôn, Câu Lưu Tôn á, mà chí tâm chiêm lễ, mà tán thán, thì người ấy đó, người ấy nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp sẽ làm vị đại phạm vương. Xin quý vị quan hỷ, có Phật tử nói cái trang Facebook của người ta bị mất, cho nên vì vậy mà tránh cái vấn đề sợ sợ nó lạm dụng nó, cho nên họ nói là họ Facebook bị mất. Thì trong cái hiền kiếp sẽ là vị đại phạm vương được được thọ ký. Giả sử có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật Câu Lưu Tôn
thì liền toàn tâm toàn ý chúng ta dốc lòng chiêm ngưỡng lễ bái khen ngợi Đức Phật này, thì người đó sẽ làm đại phạm thiên vương trong pháp hội của 1.000 Đức Phật ở thời hiền kiếp. Lại về thời quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, và đó là Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, mãi mãi không còn phải đọa lạc trong các đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà thường được sanh vào chốn trời người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Các vị thường thường nghe nói Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Chữ Tỳ Bà Thi á, các vị nhớ nó chia làm hai cái nghĩa. Cái chữ Tỳ Bà có nghĩa là thắng, mà chữ Thi nghĩa là quán. Vì vậy Phật này có tên là Thắng Quán. Thắng Quán nghĩa là sự quán tưởng thù thắng. Cũng còn có nghĩa là chủng chủng quán, là quán tưởng vô số. Như vậy thì khi chúng ta nghe tới danh hiệu của Đức Phật này á, thì trong kinh nó là vĩnh viễn không đọa vào ác đạo. Nhưng mà các vị học pháp kinh Địa Tạng, các vị được nghe đến danh hiệu Đức Thực Phật Tỳ Bà Thi này đó, như vậy sẽ vĩnh viễn không đọa vào ác đạo là sao? Có nghĩa là nhắc nhở chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ làm việc ác nữa. Ý nói như vậy, nếu ta vĩnh viễn không làm việc ác nữa thì làm gì có vấn đề ta đọa vào ác đạo. Cái gì thấy kinh tạng với cái nền giáo nghĩa của Đại Thừa là nhắc nhở hàm ý như vậy đó. Bởi vì những vị Phật này là nói lên cái công hạnh của cái tâm chúng ta. Những vị Phật này đó là những vị Phật biểu trưng, những Phật tiêu biểu, để cho ta một khi mà ta muốn ta nghe cái danh hiệu của một Đức Phật nào rồi đó, ví dụ Tỳ Bà Thi này đó, là chúng ta biết rằng là thắng quán, là chúng ta quán tưởng nó sự thù thắng, chúng ta phải rọi thẳng vào tâm thức của chúng ta. Nếu trong tâm thức ta mà nó còn lờ mờ, nó còn đầy dẫy những cái nỗi lo âu sợ hãi phiền muộn tham vọng sân hận si mê, và chúng ta biết là còn đang trong cái dòng luẩn quẩn của tam giới lục đạo, thì chúng ta biết là chúng ta chưa có ra khỏi cái vòng luân hồi của kiếp sanh tử này, mà chúng ta còn trầm nịch trong kiếp sanh tử tử sanh này đó, thì chúng ta tạo những cái nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, rơi vào những nỗi khổ, khổ cảnh, khổ trầm luân, mất nhân tính, mất lý trí. Còn nếu bây giờ chúng ta thù thắng quán này, chúng ta quán tưởng mà chúng ta nhất khoát không có làm những điều ác, một khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó, thì chúng ta không còn một cái tâm niệm xấu xa, một cái tâm niệm điên cuồng, thì làm gì có cái cách nào mà chúng ta rơi vào ác đạo. Cho nên các vị thấy, giữa cái tư tưởng kinh tạng Đại Thừa và Tiểu Thừa tuy hai nhưng mà một. Chứ chúng ta đừng có mà ngồi đó mà so đo. Chúng ta cứ nói là kinh này Phật nói tôi theo kinh này, kinh kia tôi không theo, mà thật sự nó là một, thứ hai mà một. Tại sao thứ hai mà một? Bởi vì giới tư tưởng của kinh Nikaya, kinh Tạng Nam Truyền hay là Tiểu Thừa, thì sở dĩ chúng ta hãy buông thư và từ chối mọi cái
phù trần, một cái giả pháp để đừng cho tâm thức của ta nó giao thoa với sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài. Thì như vậy là cũng để làm cái gì? Cũng để gìn giữ, để gói gọn, để cho cái tâm hồn trong sáng. Còn với kinh tạng bắt truyền hay là phát triển thì cái chuyện bên ngoài là chuyện của bên ngoài. Còn tôi quan trọng nhìn thấy cho được cái bản tâm chân thật, cái bản tánh chân thật ở trong tự tánh của mỗi người. Còn không có cái gì mà phải xa lánh, mà phải ruồng bỏ các pháp bên ngoài. Như vậy thì cái nào nó cũng đúng hết trơn á. Do sự nhận thức, do sự hành hoạt, do cái khả năng nhận biết của mỗi chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta không có khả năng nhận biết, không có khả năng hành hoạt, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái lời của Phật nói hai cái tư tưởng tiểu thừa và đại thừa, nam truyền và bắc truyền, nó giống như có sự mâu thuẫn, sự đối nghịch nhau, chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn, không có đối nghịch. Mâu thuẫn đối nghịch là do chúng ta nhận thức không tới nơi tới chốn, mà chúng ta lại bị gọi là thiên kiến. Chúng ta bị chênh lệch một phía nào đó. Giống như chúng ta đi trên một chiếc thuyền mà chúng ta chỉ xúm nhau ngồi có một mạn thuyền thì chắc chắn thuyền đó nó sẽ bị lật. Vì vậy mà cái nguy hiểm của chúng ta ngày nay đối với Phật tử á, là chúng ta chỉ biết mà biết không tới nơi tới chốn, mà chúng ta cứ thấy mình là như là người hiểu biết. Đây là một cái nguy hiểm vô vàn. Nhiều khi nghĩ lại các huynh đệ biết, tuy rằng tôi giảng tôi la lối chứ tôi thấy ai mà kém duyên kém may mắn mà tự cao tự đắc, mình thấy đáng thương lắm các vị. Nhìn kỹ những người đó đáng thương, họ kiêu hãnh, họ cũng khó an, họ khó khó có ổn, bởi vì tâm an thì mau óc ổn, mà thể tánh là định căn viên. Họ mù mờ, họ phiền tối không ổn rồi, mà họ tự cao tự đắc thật sự họ cũng không ổn nữa. Bằng chứng trải qua trên bước đường tu hành của tôi mấy mươi năm, có những khi tôi cũng tự cao tự đắc tự cường tự đại á, rốt cuộc rồi á, tôi mới thấy mình bất an bất ổn. Có những người bên ngoài họ giả trang, họ cười khì như vậy, họ làm như cái gì cũng dai không như vậy, nhưng mà thật chất trong lòng họ đầy ắp những nỗi phiền muộn, lo âu, sợ hãi. Cũng như chúng ta là những người đệ tử Phật mà chúng ta không biết rồi chúng ta đi về đâu. Học Phật mà tới bây giờ chúng ta không biết chúng ta đi về đâu là một điều đáng thương xót. Nếu như các vị học Phật mà rõ ràng rồi đó, là các vị biết là số phận ta đi về đâu. Nếu các vị thấy là hiện giờ các vị đang sống với một cái tư tưởng gọi là giữ gìn tam quy ngũ giới, thì làm gì quý vị mất kiếp người mà yêu cầu giữ trong năm giới mà quý vị giữ được ba giới thôi. Bởi vì trong năm giới đó là ba giới chánh, hai giới phụ. Ba giới chánh là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Quý vị giữ được ba giới thôi, còn hai giới kia thì nó tùy duyên mà uyển chuyển, thì vĩnh viễn không bao giờ quý vị mất kiếp người. Còn nếu trong ba giới đó mà quý vị chỉ thiên lệch, chỉ sai lệch một khía cạnh nào đó thì vĩnh viễn là nhân thân nan đắc. Thí dụ như các vị
là một người đàn ông, một người chồng, một người cha mà có đứa con gái nó mới lớn lên, nó mơn mởn đào thơ, rồi cái quý vị tự nhiên nó trỗi dậy những cái tư tưởng dâm dục nghĩ bậy nghĩ bạ với con gái của mình, một tư tưởng khởi lên thôi là chắc chắn mất kiếp người, không cần làm gì khác. Bởi vì khi mà cái tư tưởng khởi lên tầm bậy với đứa con gái của mình thì là coi như nó lúc ngay giờ phút đó đã là súc sanh rồi. Mà đã là súc sanh rồi thì còn cái lý trí nào mà để làm người nữa, mà được trở lại làm người chứ. Hoặc giả cái giới không giết người là giới thứ nhất của hàng Phật tử tại gia. Các vị đang là Phật tử ngon lành, đang là Phật tử ăn chay niệm Phật, tụng kinh gõ mõ ngon lành, mà các vị vì một cái lý do nào đó các vị cứ thấy cái điều gì ác, các vị nguyền rủa người ta, coi người ta như súc vật, coi người ta là xấu xa, coi người ta là những cái kẻ mà khinh bỉ miệt thị. Như vậy là cái tâm ý quý vị gần như là tâm ý giết người rồi. Thậm chí thấy cái người xấu xa đó mà bị chết chóc, bị chiêu cả quả báo đau khổ cùng cực, ta vỗ tay ta mừng, thì coi như vậy là ta đã mất kiếp người rồi. Vì vậy mà nhân thân nan đắc là vậy đó. Còn ví dụ cái giới thứ tư và giới thứ năm, giới thứ tư và giới thứ tư là giới nói dối, nó lưỡi đôi chiều, đó là siêu dạ, đó là hung ác, nó là khinh giới. Khinh giới có nghĩa là chúng ta có quyền khai giá trì phạm. Thí dụ như bây giờ thấy cái con vật nó đang bị một người thợ săn đi lùng bắt con vật đó, mà mình vì lòng từ bi mình thấy cái người thợ săn này chạy tới hỏi mình có thấy con vật nó chạy ngang không, đành rằng mình thấy con vật nó chạy ngang đó, nhưng mà mình chỉ ở đó đây kia kia, nó mới lủi vô lùm kia kìa, nó lủi vô bụi kia kìa, người ta lại ta bắt ta dặn đầu ta bẻ cổ chết tươi trước mặt mình vậy đó. Thì coi như vậy là mình nói vậy là tôi giữ giới, tôi không nói dối, tôi nói dối tôi không chịu, Phật dạy tôi đừng nói dối. Thì như vậy là quý vị thấy phạm cái gì rồi. Còn đằng này quý vị nói, à, hồi nãy tôi thấy nó chạy ngang mà nhưng nó chạy xa lắm rồi, bởi vì tôi đâu có biết là con vật đó là của chú hoặc của cô hoặc của ông đang dí nó đâu, tôi không biết, tôi thấy nó chạy cái dù ngang mà dường như nó chạy hướng kia hướng nọ gì đó, bởi vì tôi không rõ lắm. Thì như vậy là mình cho là mình nói dối, nhưng mà mình nói dối như vậy nhưng mà rồi sao, nó không có đem lại cái sự đau khổ tội lỗi gì cả, thì đó là mình gọi là khai giá trì phạm. Đành rằng ví dụ như tôi giảng có nhiều khi tôi cũng nguyền rủa vậy đó, tôi nguyền rủa. Ví dụ tôi giận ai đó, tôi có nói là ô đồ cái thứ đó là đá cá lăng dưa, là đầu trộm đuôi cướp, là thượng đội hạ đạp, là bờ dép liếm dài. Tôi nói vậy là nếu nghe một mặt nào đó là tôi là dùng lời ác khẩu chứ gì. Nghe mà nếu không nghĩ suy, không đặt vào cái hoàn cảnh đó thì cha thầy chùa gì mà nói chuyện thao thao, nói như có vẻ mình đạo đức, mà đụng chuyện cái rủa người ta, chửi người ta bợ dép liếm dài, lòn trôn cuốn gói, đa cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, thầy chùa gì kỳ vậy, pháp sư gì kỳ vậy, không xứng đáng để tôi tôn thờ, ví dụ vậy cũng được, có sao đâu. À, có sao đâu. Nhưng mà khi tôi nói đó là tôi nói vì hoàn cảnh gì? Vì hoàn cảnh gì? Tại sao tôi phải nói như vậy? Tôi nói như vậy có làm cho người ta phải là khổ sở, khốn đốn mà phải đi tự vẫn không? Hay là tôi nói như vậy để người ta có một cái gì đó, nếu người ta hiểu được, người ta tàm quý,
người ta không có hiếp người cô thế, dầu là người ta có chức phận, người ta có địa vị, người ta không có thượng đội hạ đạp, người ta không có bờ dép liếm dài. Cho nên cái lời nói đó nghe nó như ác, nhưng mà thật chất nó là một sự xây dựng. Còn chừng nào tôi ghét người nào đó mà tôi nguyền rủa, tôi nói là cái thứ này không ra gì, cái thứ này đi 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 coi như là uống thuốc rầy chết đi, cái thứ này xe cán nó, trời đánh nó này kia nọ, thì đấy nó gọi là nguyền rủa. Cái đó là coi như là mong cho người ta chiêu cảm cái đau khổ cùng cực mà ngậm máu phun người phà quyết khó phúng nhân, ngậm máu phun người thì nhân ô tự khẩu. Thằng đằng này tôi không có nguyền rủa, nói vậy thôi. Nói bản chất con người sao mà thượng đội hạ đạp, ròn cơm cuốn gói bởi dép liếm dài. Như vậy với người ngu mà tự nghĩ rằng mình người trí, thì là nói ông thầy gì mà ăn nói nó lỗ mãng, nó thô bỉ, nó cọc cằn, nói nghe như giang hồ. Cái gì cũng được hết trơn á. Thế giờ mới nói khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. À, kêu bằng lỗ mũi thì tám cánh lông, chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho. Đêm nằm thì ngái o o, chồng thương chồng bảo gái cho vui nhà. Cho nên á, quý vị để cái gì mà nó đem lại cái sự lợi ích cho người á, mà lợi ích về vật chất, về danh vọng, về địa vị, về quyền lợi, về lợi lộc gì đó, thì ngộ lắm. Cái gì họ cũng thấy là tươi là đẹp. Nhưng mà một khi mà nó mất đi một cái sự lợi lộc, một sự lợi ích, nó mất một miếng ăn rồi đó, thì ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn. Hãy mất ăn một miếng là ruột gan nó lộn trên đầu. Thay vì ruột gan nó nằm ở dưới bao tử, nằm ở dưới cái rốn, từ ở lòng ngực trở xuống. Nhưng mà vì mất ăn, mất lợi, thì từ nó nằm ở dưới cái rốn, nằm ở dưới cuốn bao tử, nó nằm ở ở dưới cái bụng vậy đó, mà nó lộn ở trên đầu. Nó lộn ở trên đầu như vậy thì nó xả ra những cái phân, cái phẳng thì nó nằm ở trên đầu, cho nên gọi là si mê, là cuồng dại. Cho nên các vị thấy học Phật phải hiểu cho rõ, nếu muốn không bị đọa ác đạo thì vĩnh viễn không làm việc ác. Còn muốn thành Phật thì phải hành làm y như Phật thì chắc chắn thành Phật. Nhân nào quả nấy. Còn nhân chúng ta là con người thì vĩnh viễn chúng ta là con người, trừ khi nào mà ta mất cái đạo lý lương tâm lương tri, mất cái lương thường đạo đức. Cha mà thấy con gái mới lớn muốn lấy con gái của mình, nhẫn nhơ, dâm dục, thèm thuồng, chảy nước giải, thì chắc chắn không phải còn là cái tư tưởng người cha, mà tư tưởng của loài cầm thú súc sanh, thì như vậy chắc chắn sẽ đọa vào kiếp súc sanh. Như vậy là nhân thân đang đắc là vậy đó. Phật pháp nan văn, Phật pháp khó nghe như tôi nói hồi nãy giờ đó, đâu phải dễ. Rồi ơi, mặc áo tràng tụng kinh ngày hai ba thời, gõ mỏ in ổi, ăn chay trường mòn răng, nghe Phật pháp, nghe hết thầy này tới thầy nọ, nghe ngày nghe đêm, nhưng mà bị hiểu, mà hiểu cho nó tường tận, nó chín chắn, để vượt qua khỏi nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đâu phải dễ. Để vượt qua cái kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, không phải dễ. Cho nên đòi hỏi con người chúng ta phải có cái lý trí, có cái sự nhận thức như thế nào, và chúng ta phải biết, giống như chúng ta muốn làm kinh tế thì chúng ta phải cộng trừ nhân chia cho nó hạch hồi. Làm kinh tế mà không biết cộng trừ nhân chia thì làm sao làm kinh tế. Giống như muốn làm một nhà doanh nghiệp, một giám đốc thì phải có tài pháp lữ địa. Nói theo kiểu xưa là thiên thời địa lợi nhân hòa.
anh muốn quản lý người ta, anh muốn là làm chủ người ta, anh làm giám đốc người ta, anh làm một công ty mà anh không có tiền, không có pháp, không có pháp nhân pháp lý, không có bạn bè, không có mặt bằng thì anh làm ở đâu? Anh làm công ty ma. Đó, cho nên tôi nói các vị á, thật sự đời với đạo nó kết hợp, nó không không rời nhau, không rời nhau. Nhưng mà đời thì nó trôi lăn mãi, còn đạo nó giống như sân khấu kịch tuồng, nó rút ngắn lại, nó buông màn. Thành ra tôi mong rằng những cái điều mà tôi giảng dạy, tôi hướng dẫn cho đại chúng á, là tôi tìm, tôi gạn lọc cho ra những người trí. Trí giả, tự xử, ngu giả, quan phân. Tôi từng là người ngu, cho nên tôi hay biện luận, biện minh. Một khi tôi tỉnh thức, lúc nào tôi là người trí, thì tôi nhìn thế giới chúng sanh tôi thương vô cùng tận. Bởi vì trong đó có mình cũng từng như vậy. Mình thương ghê lắm các vị. Nhưng mà khi mình mê mờ mình là người ngu, thì mình thấy đây là phải, đây là quấy, đây là hơn, đây là thua, đây là kẻ thù của ta, đây là người thân của ta. Vô tình như vậy mà chúng ta cứ lên đên, chúng ta mới lặn hụp trong kiếp không trần. Còn bây giờ này đối với tôi thì thật sự là tôi được cái nhẹ nhàng, tôi được cái may mắn hơn nhiều, thưa các vị. Giống như bây giờ là tôi thấy là tôi hạnh phúc lắm. Cái đây là tôi nói thật với đại chúng, tôi hạnh phúc ghê lắm. Sau những tháng ngày tôi bền bồng trôi nổi, chịu những cái điều nguyền rủa, chửi mắng, trù dập, lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà không ngờ đó là những cái sự rèn luyện cho tôi. Cho nên tôi suy nghĩ 2 3 ngày nay tôi muốn viết một cái bức tâm thư, nhưng mà mở máy rồi thì lại không, rồi có khi muốn viết thì lại lại hết ý, ý nó cạn cỡ, mà có khi ý nó vừa phát khởi mở máy rồi lại không. Vì tôi suy nghĩ rằng có nên viết hay không, hay là không cần viết. Những gì ta đã nói quá nhiều rồi, cho nên tôi nghĩ không cần viết. Rồi khi thì nghĩ cần viết, khi nghĩ không cần viết, và cuối cùng tôi mới cười khà khà, tôi mới tự gật đầu. Tất cả đều là bạn lữ, đều là Bồ Tát, đều là lữ hành trong cái pháp giới này, mà ta không nhận ra đó mà thôi. Thiện tri thức của ta không phải là chỉ dành cho những người cùng hội cùng thuyền với ta mới là thiện tri thức của ta, mà những người đánh đổ ta, chống phá ta, đạp đạp đổ ta, công kích ta, chửi bới ta, đó là những thiện tri thức vô cùng quý giá, vô cùng quý giá. Những cái tháng ngày đầy dẫy khó khăn, những tháng ngày gian truân vất vả, những tháng ngày ăn nhờ ở đậu, những tháng ngày trôi dạt muôn nơi, là những tháng ngày vô cùng thi vị, để cho ngày hôm nay ta mới hạnh phúc như thế này. Nhưng mà tại vì ta bị màn vô minh che lấp, cho nên ta cứ than trời trách đất, phiền não với con người. Nếu không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nếu không có một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Cho nên tôi chợt nhận ra điều đó, cái tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó tôi mong mỏi tất cả quyến thuộc của tôi cũng phải bằng lòng,
hãy nghĩ những điều tốt lành như tôi đang nghĩ đây vậy. Những cái gian trân gọi là địa di mộc, di khứu, di nan, di cương, địa di mộc, di cố, di cương, có nghĩa là đất càng 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 đất đất càng chai càng cứng thì cây nó càng chắc, càng cứng càng bền. Địa di mộc, di cố, di cương, gian nan giả, cái bước đường mà gian nan đó, di khố ngã giả, di trợ ngã giả giả, cái gian nan là cái làm cho chúng ta tiến bước, chúng ta vững bền, chúng ta thù thắng, chứ không phải cái gian nan mà làm cho chúng ta phải lui sụp. Đó là lời của người xưa đã nói. Vì vậy mà Kinh Phật nói rất rõ từng chữ như vậy đó. Sở dĩ nghe cái danh hiệu Đức Phật Tỳ Bà Thi là vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, có nghĩa là mãi mãi chúng ta không làm điều ác nữa thì không bao giờ đọa vào ác đạo. Lại vô lượng vô số kiếp, như số cát sông Hằng, về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. À, bây giờ nó cái chữ thắng là hồi nãy chữ tỳ bà dịch là thắng nghe, nhớ là bảo thắng, bây giờ chữ do từ cái chữ tỳ bà mà thắng, chữ bảo đây là La Đạt Nam, La Đạt Nam dịch ra là bảo và thắng. Nếu mà nghe cái danh hiệu của Đức Phật Bảo Thắng thì cũng không bao giờ bị đọa vào ác đạo, mà thường ở trên đời hưởng cái sự vui thù thắng vi diệu. Đó là những điều tôi nói hồi nãy giờ đó. Bảo thắng là chúng ta nhận ra được cái bản tâm quý báu của mình mà chúng ta thù thắng vi diệu vươn lên. Giống như chúng ta có một cái lý tưởng cực mạnh, gọi là đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà chỉ ngại bị lòng người, sợ núi e sông. Đó, bảo thắng là như vậy đó. Mà quyết chí bảo thắng rồi thì khó khăn nào ta cũng vượt qua, gian nan nào ta cũng lấy đó làm cái sở trường để chúng ta vững mạnh. Lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật Bảo Tướng Như Lai bèn sanh lòng cung kính thì người ấy không bao lâu sẽ đắc quả A-la-hán. Lại vô lượng A Tăng kỳ kiếp, về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Ca Sa Tràng là cái chiếc áo cà sa nè, dùng cái áo cà sa để làm tràng phan, để làm cờ hiệu. Thì như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Phật Ca Sa Tràng á, sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thời quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Đức Phật này thì người ấy sẽ được gặp chư Phật nhiều như cát sông Hằng, quảng thuyết giáo pháp cho và tất cả thành đạo Bồ Đề. Lại về thời quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật và các Đức Phật như thế không thể nói cho hết được. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng vị lai hoặc trời hoặc người hoặc nam hoặc nữ chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi thì sẽ được vô lượng công đức, huống là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh cùng lúc tử đều được lợi ích lớn lao, cuối cùng không phải đọa vào ác đạo. Như có người nào sắp mạng chung hàng huyết thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó mà cất cao cái tiếng niệm một danh hiệu Phật thì người sắp chết đó trừ năm tội vô gián, còn các nghiệp báo khác đều được tiêu tan. Năm tội vô gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi,
Nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ chúng sanh tự xưng tự niệm, tất sẽ được vô lượng phước báo, trừ diệt vô lượng nghiệp tội. Tôi sẽ phân tích. Đức Phật được nghe Ngài Địa Tạng thưa tiếp rằng là quá khứ, là thời quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Đức Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Các vị nên nhớ rằng là ai mà nghe được cái danh hiệu của Đức Phật này đó thì coi như là được nhiều vô số chư Phật quảng thuyết, như được gặp nhiều vô số chư Phật, mình gom gọn là nói pháp và cho thành đạo Bồ Đề. Đại Thông Sơn Vương là cái gì? Đại Thông Sơn Vương là một cái sức tiến tu, một cái trí tuệ bừng khai, nghĩa là Thông Sơn Vương. Xưa nay cái núi á, nó rắn chắc, núi là núi đá mà, nó rắn chắc. Mà bây giờ á, nó được thông, là đại thông. Xưa nay cái bảo thủ, cái ích kỷ, cái dại khờ, cái mê muội của mình á, nó cứng rắn như như tảng đá, như núi cao kia vậy. Cái bản ngã của mình nó cao lớn như vậy, mà bây giờ nó được thoáng, nó được thông, nó được mở ra rồi. Rồi nhờ cái gì? Nhờ cái sức tu tập mà chẻ được cái bản ngã, mà chẻ được cái đầu xưa nay cứng khừ, cứng ngắc bởi cái tôi, cái của tôi. Chẻ cái đầu ngoan cố, ích kỷ, dại khờ, tham lam, bỏ xẻng, ngu dốt, thì gọi là trí tuệ bừng khai. Đó là ông Phật hiệu là Đại Thông Sơn Vương. Mà ông Phật Đại Thông Sơn Vương này, rồi bắt đầu mình mới được mở tâm trí yên tĩnh như vầng nguyệt sáng, thì gọi là tâm an định, thì gọi là một gặp ông Phật, gọi là Sơn Vương Phật. Cho nên lại về thời quá khứ tiếp tục có Đức Phật gọi là Tịnh Nguyệt Phật. Yên tĩnh như vầng nhật nguyệt thì sẽ tiếp tục cái tâm an tịnh an định gọi là Sơn Vương. Đức Trí Thắng Phật. Trí Thắng, thắng là thù thắng, là cái trí tuệ hơn người. Đức Tịnh Danh Vương Phật. Tịnh danh đây là không còn bị danh tướng mê hoặc thì gọi là tịnh danh. Đức Trí Thành Tựu Phật gọi là trí huệ để giúp cho thành tựu sự nghiệp giải thoát giác ngộ thì gọi là trí thành tựu. Đức Vô Thượng Phật đạt đến cái sự giác ngộ vô thượng, nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm thì gọi là Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật. Đạt tới sự giác ngộ vô thượng và nghe được cái tiếng huyền diệu của chân tâm thì đó là Diệu Thanh Phật. Rốt ráo hoàn toàn, mà trong sáng, mà viên mãn thì gọi là Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Diện Nguyệt Phật. Đó là mặt trăng đầy đủ, mặt trăng tròn, đầy tròn và hoàn toàn như vậy, cho nên gọi là Đức Nhật Nguyệt Diện Phật. Và các Đức Phật như thế nhiều không thể nói hết được. Cho nên ý ở đây để dạy cho chúng sanh phải bỏ những cái nhớ nghĩ thế gian, mà nhớ nghĩ đến đạo và những hạnh cần phải tu tập để đạt tới sự giác ngộ thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn. Đó là cái phần coi như là kết thúc của cái phẩm thứ 9 gọi là xưng tán Như Lai hay là xưng danh hiệu Phật. Tôi mong rằng đại chúng cố gắng đọc tới đọc lui, nghe tới nghe lui cho nó kỹ
Vì đây là cái tư tưởng liễu nghĩa thâm sâu, thì chúng ta không thể lấy cái tri thức bình thường của thế gian ta mà tiếp nhận một lúc liền được. Và cũng như tôi cũng chịu thiệt các vị, tôi cũng là một ông thầy tu dở ẹt, ông thầy tu bình thường, ông thầy tu để cho ai muốn đem ra nói tốt cũng được, nói xấu cũng được. Thành ra như vậy mà cho nên tôi đâu phải là cái người thượng thiện nhân hay là cái người hiền thánh hiện đời được đâu. Vì vậy mà tôi nói có khi nó cũng còn lắp ba lắp bắp, không toát anh hết ý nghĩa. Cũng mong rằng đại chúng niệm tình tha thứ và cúi đầu cảm ơn những thiện tri thức đã dám góp ý, đã dám xây dựng, đã dám chê bai, đã dám chỉ trích tôi. Những người đó nếu như tôi có cơ hội, tôi xin vòng tay cung kính đảnh lễ chúc mừng xưng tụng, đó là Đại Bồ Tát, đó là những vị sắp lên thành Phật để nhắc nhở chúng tôi. Các Phật tử cũng vậy, nếu như kể từ năm năm tới mà các vị đã nghe được cái kinh Địa Tạng này thâm sâu rồi, nếu các vị nghe ai đó mà chê bai, mà chỉ trích, mà phê bình, mà chúng ta không vòng tay cung kính, không coi đó là một vị Phật, là coi như chúng ta còn có tánh ngã mạn, cao ngạo, chúng ta sẽ tự chuốc lấy quả báo phiền não khổ đau. Còn chúng ta hãy luôn luôn vòng tay cung kính đối với những người dám chỉ trích ông thầy Thiện Tài, dám chê bai ông thầy Thiện Tài, dám nói những cái tội lỗi của thầy Thiện Tài, là chúng ta phải luôn luôn, thậm chí nếu có điều kiện các vị phải dọn mâm cao cỗ đầy tịnh tài phẩm Phật để cúng dường, để biếu xén, để đền ơn đáp nghĩa. Có như vậy thì chúng ta mới được thập phần viên mãn trong cái thế giới loài người này, mà đời qua kiếp lại để gieo trồng hạt giống Bồ đề cho tới ngày công viên quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.